nhà cô có nghề hứng cho nên người ta mới cho. Cần cái này là khoảng bao nhiêu? Một cân. Mà là có số mà nó nhạy cảm lắm cơ, cho để gói quẩy ở đây nó lệch lệch ngay rồi. Nó cân đến từng lạng một đấy. Không, ghi lại hình ảnh cái cân này, không sau này có khi lại thành tư liệu quý. Mấy ai dùng nữa. Nhưng mà nó tốt tuyệt vời. Mình đặt gói quẩy lên chứng tỏ nó cân đến cùng lạng nhỏ một. Đây. Đây, nhạy cảm như thế này rồi. Đây. Bỏ vào thì ngay.